Thôi xin chào cô chú anh chị luôn nha. Để bò chị Nguyễn có gì cái lô này nha. 5 con 3B nha. Lô bên đây bán lát hết trơn. Lô 5 con 3B này 27 triệu con. Bò nằm 8 tháng rưỡi tới 9 tháng 10 ngày tủ một con nha. Cô chú anh chị thông cảm, mới xuống xe nè, chưa có tắm rửa gì trơn, với tiết trời hơi lạnh đó, trên xe nó dính phân rất là nhiều, thông cảm nha. Mình quay con bò này cũng đẹp bò. Xích gạt rồi. 27 triệu. Cứng bò lắm, lực bò 27 triệu một con. Có mấy con sổ dầm rồi, pin hết hồn pin, tàn lớn mấy con này, dỗ tốc độ luôn. Cái này có cám cỏ rồi vô là nó ăn cho mà thấy đòn dài như ngựa. 27 triệu một con 3B lỡ nha. Xin thấy con chân cẳng lộ cái hết bao bú nó có u nặng gì thì khỏi trả lại lực sĩ nè. Con này cũng 3B mà con bò mẹ đó là con siêu quýt mỏ đỏ, mẹ 3B này hết hồn đít. Rồi 5 con đồng giá 27 triệu, cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Ngày mai có về lô bò 3B lỡ bự nha, 32 33 triệu. 550 160 thịt con. Mai về đều quay cho cô chú anh chị coi luôn. Rồi cô chú anh chị nào cần thì alo cho trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Rất cảm ơn đã ủng hộ trong nhiều gian quan nha. Cái mua tôi xịn bò này cho sạch đấy mọi người.